Thưa quý vị, trong đợt dịch lần này, một bộ phận người dân là người lao động tạm cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ trở về quê tránh dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số khác ở lại vì nhiều lý do. Và để việc chống dịch đạt được hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó. Với những người không về quê được, các địa phương có trách nhiệm phải tổ chức chăm lo đời sống cho họ. Và với tinh thần này, hiện nay nhiều người lao động và sinh viên ở lại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức và đoàn thể. Đã 2 tháng nay, chị Lê Thị Mỹ Lan không ra khỏi nhà, thậm chí từ bỏ cơ hội về quê. Vì đối với chị, ở yên trong nhà là trách nhiệm của mỗi người dân trong giai đoạn này. Quê mình thì ở Bình Định, nhưng mà kiểu như là sợ dịch lây cho người nhà, cho nên mình không có về. Khó khăn thì rất là nhiều, nhưng mà về cơ bản thì mình thấy khó khăn nhất là về vấn đề mua thực phẩm. Thứ hai là mình đặt trên mạng, rất là hạn chế, tài xế không có để mà chuyện di chuyển. Mình đặt cả ngày á, thì tới chiều vẫn không có. Bỏ rau, quả cà, trứng gà hay cân gạo là những thực phẩm thiết yếu mà chị Mỹ Lan được tiếp tế trong những ngày qua, giúp chị an tâm ở nhà chống dịch. Trong mùa dịch này thì mình cũng được hỗ trợ từ chủ nhà là giảm bớt tiền phòng, và các chính quyền địa phương thì cũng thường xuyên hỗ trợ rau, và thêm vào đó hội đồng hương cũng gửi thêm đồ ăn cho mình nữa. Không thể đăng ký về quê do giấy trọ nằm trong khu phong tỏa, em Quyền Quý bị mắc kẹt ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoàn cảnh chung của nhiều sinh viên ở thời điểm hiện tại. Sinh viên bọn em phải dừng cái công việc học tập và làm việc, không thể đi làm trong cái mùa dịch thì cũng khiến cho bọn em gặp cái vấn đề về tài chính khá là lớn, khi mà những cái chi tiêu thì bọn em cũng phải gói ghém. Cũng may mắn cho sinh viên bọn em là chỗ nhà trọ của em thì chị chủ nhà trọ cũng đã giảm cho bọn em được trên 50% tiền nhà trọ trong tháng này. Các anh chị bên phường cũng như là nhà trường cũng luôn quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ về thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cũng như là nhiều bạn sinh viên mà em đang giữ liên lạc thì đều cho biết rằng là chúng em vẫn cảm thấy rất là ổn trong cái mùa dịch này khi mà nhận được. Nhiều người lao động trong các nhà máy công xưởng ở lại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian này, người thì mất việc, người bị giảm thu nhập đáng kể. Liên đoàn lao động thành phố đã phối hợp cùng các nhóm công tác xã hội cung ứng nhiều thực phẩm, rau củ quả tươi hỗ trợ công nhân lúc khó khăn. Nó cũng có góp phần được cho cái bữa ăn của mình, nó cũng có thêm cái chất dinh dưỡng nè. Tại vì bây giờ dịch bệnh mà nó tràn lan quá, cuộc sống ai cũng khó khăn hết. Nên nay được cái sự hỗ trợ này thì mình cũng rất là vui. Có được cái nguồn dinh dưỡng này thì hỗ trợ cho công nhân đỡ tốn thêm chi phí, và có được cái nguồn rau sạch để mà an tâm, để tinh thần nó có vững lên chút xíu. Ngoài nguồn thực phẩm tiếp tế hàng ngày, quỹ hỗ trợ của thành phố cũng đã đến tay những người lao động nghèo, lao động mất việc. Chị Phùng Thị Kim Cúc quê Quảng Ngãi bán vé số tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi dịch bùng phát, các hoạt động vé số và hàng rong tạm dừng, cuộc sống của chị vốn đã khó nay càng khó hơn. Nhận được 1.500.000 đồng từ quỹ hỗ trợ giúp chị tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt. Tôi lãnh được 1.500.000 thì nói chung là cũng mừng lắm rồi. Chứ giờ làm bây giờ không có gì làm hết trơn, không buôn bán được, ngoài đường bây giờ đi ra ngoài cũng không được. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Song với tinh thần tương thân tương ái, những hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố và cộng đồng quan tâm hỗ trợ. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chi thêm 900 tỷ đồng từ ngân sách cho gói hỗ trợ đợt 2 cho 3 đối tượng: hộ nghèo, lao động tự do và hộ gặp khó khăn do dịch. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và rất nhiều tổ chức cá nhân trong những ngày qua đã không ngừng vận động quyên góp tiền và vật chất để kịp thời hỗ trợ những người gặp khó khăn. Với phương châm ra soát đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời hỗ trợ để không người lao động nào ở lại thành phố thiếu thốn thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, tinh thần sẻ chia của người dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho nhau luôn là động lực để tất cả người dân an tâm chống dịch.